Vì nhu cầu rất là nhiều bạn đi nghĩa vụ hoặc là mấy bạn học trường nội trú cần một con máy nào đó nó chức năng gần giống như điện thoại, có thể lên mạng xem phim, nghe nhạc đồ đó. Thì đây bên mình đã tiếp tục về thêm một con máy nghe nhạc này, màn hình nó to, xem phim thoải mái, full HD luôn, nét căng đét luôn. Và đây ha, Ruizu H5 phiên bản mới nha, thì nó sẽ có bộ nhớ trong là 16 GB, có kết nối wifi, có Bluetooth 5.2 mới nhất, có cảm ứng, có chip DSP cao cấp, loa ngoài, xem video. Đây, bên mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Đây là con máy nghe nhạc Ruizu H5. Chút nữa mình sẽ nói sao, mình sẽ nói về các phụ kiện của nó nhé. Trước mắt là hãng sẽ tặng kèm một cái tai nghe có dây như vậy, một cọng dây cáp sạc Type-C. Lưu ý là cáp sạc Type-C nha, các phiên bản đời cũ á, thì nó sẽ chỉ là cáp sạc micro USB thôi. Một cái ốp lưng silicon mềm để bảo vệ con máy của chúng ta. Đây mình sẽ bỏ qua hết tất cả qua nha, để mình nói về cái nhân vật chính nè. Đây là nhân vật chính của chúng ta đây. Đây nha, Ruizu H5, và bây giờ hãng phiên bản mới nó đã có logo mới rồi, không còn cái logo cũ nữa. Ở đây á, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có giống y như một cái camera, nhưng mà nó chỉ giả thôi, không có camera thật đâu. Mặt lưng á, thì sẽ bằng nhựa chống bám vân tay nè, mình để lên nè, không có bám một chút vân tay nào luôn. Còn các khung viền á, sẽ bằng kim loại rất là chắc chắn luôn. Ở trên cùng sẽ có một cái jack 3.5 mm để cắm tai nghe có dây. Cạnh phải sẽ là nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng, nó nằm ở đây. Được phát xuống như vậy trông rất là tinh tế. Ở cạnh dưới á, thì sẽ là loa ngoài và cái chui sạc Type-C. Còn cạnh bên trái thì sẽ là đây, một cái lỗ nhỏ xíu như vậy nè, là cái micro để bạn ghi âm hoặc là khe cắm thẻ nhớ. Với con máy này á, bộ nhớ trong nó đã là 16 GB rồi. Nếu mà bạn muốn mở rộng thêm bộ nhớ thì chỉ cần cắm thẻ nhớ ngoài. Và máy này hỗ trợ lên đến là 128 GB. Đây, máy của chúng ta. Màn hình của nó sẽ là 4.5 inch. Rất là to cho một con máy nghe nhạc như thế này. Và cầm á, thì nó cũng nhẹ hả, chứ không có đến nỗi quá nặng đâu. Đây là một giải pháp thay thế được con điện thoại. Tại vì theo mình biết á, là môi trường quân đội hoặc là mấy trường nội trú á, không cho mang theo điện thoại nhưng lại cho mang máy nghe nhạc vào. Đây là một cách lách luật ha. Ví dụ ai đó kiểm tra thì bạn chỉ cần nói đây là máy nghe nhạc thôi, chứ đâu phải là điện thoại đâu. Giao diện mới thì trông nó rất là đẹp. Đây, thì các bạn có thể thấy là có cửa hàng CH Play luôn nè, là để bạn tải các app như là Facebook, YouTube, Zalo để có thể nhắn tin. Đây, còn đây kết nối wifi, bluetooth, chỉnh độ sáng màn hình, tại vì mình đang ở ngoài trời sáng rất là sáng luôn, nắng chiếu vô nè nên bạn thấy là màn hình nó khá là tối, nhưng mà thật ra ở bên ngoài màn hình nó sáng lắm. Một điều nữa thì ở đây bạn có thể chỉnh được ngôn ngữ tiếng Việt luôn nha. Đây mình sẽ cho các bạn xem ngôn ngữ tiếng Việt nó nằm đâu. Rồi đây có ngôn ngữ tiếng Việt luôn nè, đây đó, đổi qua ngôn ngữ tiếng Việt liền luôn. Màn hình á, thì tất nhiên là cảm ứng rồi. Cảm ứng của con này á, thì mình thấy nó đã nâng cấp hơn so với phiên bản đời cũ, là cảm ứng nó rất là nhạy, cực kỳ nhạy luôn. Ở đây mình còn chưa lột miếng keo bảo vệ màn hình ở bên ngoài, mà các bạn thấy là đây, siêu mượt, lột ra nữa thì còn mượt hơn nữa. Khi mới mua máy về á, thì sẽ có một vài app được cài sẵn, ví dụ như Chrome nè, Google Chrome để có thể lên mạng nè, để mình xem Spotify để nghe nhạc nè, hoặc là Twitter. Thì các bạn muốn tải cái gì cũng được, dễ dàng như một cái điện thoại đó. Bạn cứ nghĩ đơn giản điện thoại bạn như thế nào thì con máy nghe nhạc này cũng như thế ấy, chỉ khác nhau một chỗ thôi là điện thoại bạn có thể nghe gọi được, cắm sim nghe gọi được. Còn con máy này thì sẽ không cắm sim nghe gọi được nhé. Đó là một cách lách luật hợp pháp để bạn mang vào môi trường quân đội hoặc là vô mấy trường nội trú. Rồi nếu mà các bạn nào cần mua thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại này, hoặc là link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để ở bên dưới. Rồi xin chào các bạn.